Hello, welcome back to A2Z English channel Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh A2Z English nha Rồi, đầu tiên chúng ta ôn tập review, ôn tập Rồi, hôm trước thì chúng ta học về hỏi mấy cái số đúng không? Hỏi con số gì đây? What's the number? What's the number? Number là gì các bạn? Con số biết rồi The không hề có nghĩa Phẩy S viết tắt của chữ Y nghĩa là là What là cái gì? Đó các bạn What's the number? Số gì đây? 99 đọc sao các bạn? 99 Rồi, what's the number? Số gì đây? 21 21 đọc sao các bạn? 21 And what's the number? Số gì đây các bạn? 56 đọc sao các bạn? 56 And what's the number? 100 100 đọc sao các bạn? 100 What's the number? 40 40 And 123 Ý hiệp tiếng Việt mình thôi 100 123 What's the number? 2,000 2,500 2,500 1 triệu 1 million 1 triệu 250 000 1 triệu 1 million 250,000 Ok Rồi. À, cái này ok nha các bạn Rồi một câu thứ hai nữa Liên quan vào hôm trước đó là hỏi Số điện thoại của bạn là số mấy vậy? What's the number? What's the number? What's the number? Sorry các bạn What's your telephone number? What's your telephone number? What's your telephone number? Ok Telephone number Telephone này các bạn này Telephone là cái điện thoại này các bạn Ok Còn number là Là con số Hai chữ này ghép lại có nghĩa gì? số điện thoại do gì các bạn của bạn số điện thoại của bạn là gì ok and this is my telephone number và đây là số điện thoại của tôi các bạn o oh, nine o oh, two nine ok double five rồi còn cái này sau tôi không biết ai trong know đó các bạn số không đọc là zero tuy nhiên số điện thoại đọc sao các bạn này o oh, o oh, nine O, two, này Hai số liên tục giống nhau chúng ta đọc là double Double này các bạn Double, double, double phải gấp, gấp đôi Rồi, vậy là cái này bài hôm trước Mình đã ôn được hai câu này rồi Rồi, trước đó bài học số 1 Rồi, chúng ta nhớ hỏi tên này thì các bạn này What's your name? My name is Rồi, how do you spell your name? t h u o n G. Rồi ok. Đó, các bạn. À, xin chào các bạn này. Hello. Tạm biệt. Goodbye. Rồi. À, thầy cô giáo thì các bạn teacher. Học sinh a student. Student. Đây, mấy cái vốn liếng này, vốn liếng tiếng Anh này các bạn phải nhớ nhé Chúng ta phải có vốn mới làm ăn được. Rồi, muốn học sâu hơn thì phải nhớ được mấy cơ bản này cái đó nha các bạn. À, đi tiếp nha về bài học hôm trước ở bài hôm hôm trước thì chúng ta học về các cái đại từ nhân xưng là ông từ dùng để xưng hô rồi tôi hỏi các bạn chữ này đọc là gì ai ai có nghĩa gì vậy? tôi ok rồi chữ này đọc là gì you you tạm dịch các bạn bạn và các bạn rồi tiếp tục nào she she là gì các bạn này cô ấy ok rồi he he là gì À, anh ấy it à, it các bạn này nó ok we chúng tôi chúng ta ok dày dày tạm dịch là gì họ chúng ơi à. À, tôi hy vọng các bạn đã nhớ được hết các cái đại từ nhân xưng này rồi à, và chúng ta đã hiểu được cách sử dụng của nó nếu bạn nào giờ này vẫn chưa nắm được những cái cơ bản này coi này bài số 2 rất là quan trọng very important rồi à, chúng ta học một, một khái niệm đó là gì các bạn này à, à chủ từ chủ từ viết tắt của thứ gì các bạn này subject subject ok chủ từ rồi à, khái niệm nữa là gì các bạn này à, động từ động từ viết tắt của chữ verb chủ từ là gì là người hay con vật hay đồ vật sao à, mà gây ra hành hành động, ok. còn động từ, năng từ chỉ hành hành động. con chó cắn con mèo. rồi à, các bạn, con chó, con mèo, động từ là gì? cắn, chủ từ là gì? vẫn nhớ bài học hôm trước chứ, ok. rồi vậy là chủ từ, à, động từ, chúng ta đã hiểu được khái niệm nó rồi cái động từ có mấy loại các bạn à, mới đầu học thì tạm thời là sao động từ có hai loại đó là gì động từ to be và gì động từ à, thường động từ to be thì sao chỉ có ba chữ duy nhất là gì am is và a có nghĩa là gì các bạn à cả ba chữ này đều có nghĩa là gì thì là hoặc là ở còn động từ thường có nhiều quá nhưng người ta gọi là thường ví dụ chơi À bấm nút gì để chơi các bạn Play, play để chơi, để play để chơi à, Con chó nói với anh năm sau Go, go gì các bạn Đi, ok Chạy là gì Run, nhảy Múa, hát Ăn, ok Cưa, cắt, ok chải ok Vân, vân Nhiều lắm người ta gọi là động từ thường Trong cái bài số 2 Chúng ta nhớ tập trung là gì Đó là động từ tố, tố bì chỉ có ba thì sự thứ nhất đó là am is a có nghĩa thì là ở ở trong cái bài số uh, số 2 tôi cho các bạn nhớ, nhớ một câu đó gì nhỉ? I am handsome. Handsome là gì các bạn? Handsome. Handsome là gì? À, đẹp trai, nhớ không các bạn? Ok, rồi. ai uh, I am ở uh, a teacher tôi là một giáo giáo viên and I am at home rồi vậy chúng ta có từ mới nữa là gì các bạn handsome là gì handsome đẹp trai nạp từ nữa các bạn nha home là gì các bạn này à, ngồi ngồi nhà ok tôi thì đẹp trai tôi là một giáo viên và tôi ở nhà ok rồi Vậy là bài hôm trước mình đã ôn lại tới nhé các bạn Hy vọng các bạn nhớ được hết rồi nha wait for me, chờ tôi rồi, Vậy tôi tôi thích nhâu sau này một chút nha các bạn rồi, Quan trọng nhất, bài số 2 Chúng ta vừa mới nhắc lại đó là các đại từ nhân xưng À, đại từ nhân xưng. Rồi, I, you, she, he, it, we, they. Rồi, các bạn, I, you is. tiếp tục. Đó là gì khái niệm về chủ từ? Rồi, khái niệm về à động từ. À, chủ từ, động từ. À, rồi, trong động từ này có động từ to to be và động từ thường. Ok. Rồi. À, tập trung vào động từ to be am, is và a à. Rồi, à, tiếp tục một khái niệm nữa đó là về câu. À, câu khẳng định. Rồi. Dấu trừ là gì các bạn? Câu phủ định và dấu chấm hỏi là câu câu hỏi. Rồi, câu khẳng định, câu phủ định và câu câu hỏi. Khẳng định là công nhận điều gì đó, phủ định là không công nhận, câu hỏi dùng để để hỏi. À, tôi lấy ví dụ về câu khẳng định. Tôi là một giáo viên. À, tôi công nhận tôi là giáo viên. Tôi không phải là một học sinh. À đó là câu phủ phủ định. Bạn có phải là giáo viên không? Câu hỏi được chưa các bạn? Các bạn đã phân biệt được câu khẳng định, câu phủ định, câu câu hỏi rồi. Rồi bây giờ mình bắt đầu đi ghép câu, ok? Rồi mình học một khái niệm đầu tiên về viết câu đó là thì hiện tại đơn của à, động từ tú. To be Ồ, oh, phải nghe nói thì nhiều rồi đúng không vậy hiểu cái uh, thì này như thế nào đây ta. Rồi. Tôi nha, thì hiện tại đơn, hiện tại là gì? Đây, tại thời điểm bây giờ là hiện tại. Khi các bạn 2 tuổi, cái đó là hiện tại hay quá khứ các bạn? Quá khứ. 2 năm nữa hiện tại hay là quá khứ hay tương lai? À, đó là tương tương lai thì ở trong tiếng việt mình quá khứ người ta thường nói gì nhỉ đã đã à, tôi đã từng là một gì đây à, là một đứa trẻ ngoan ngoãn ồ nhưng bây giờ thì sao à, cũng vậy thôi vậy là quá khứ người ta thường nói là đã còn tương lai à, tôi sẽ mua một cái siêu xe sẽ à, chắc gì đã mua à, cái chuyện đó chưa xảy ra các bạn còn hiện tại bây giờ này À, tôi là một giáo viên hiện tại bây giờ vậy Ok Rồi, vậy các bạn hiểu thế nào hiện tại chưa? Hiện tại bây giờ tôi đang đứng ở đây giảng bài này à, Hiểu thế nào hiện tại là chưa? Rồi à Đơn, tức là sao? Đơn giản, còn những cấu trúc nhói về hiện tại Phức tạp hơn nữa Ở những cái uh, bài học tiếp theo sau chúng ta mới được học Vậy là Các bạn hiểu là hiện tại là thế nào? À, đơn là thế nào? À, của động từ to be Rồi vậy là cái thì này dùng để để nói về cái thời điểm ở hiện hiện tại để chưa các bạn rồi. À, vậy động từ to be gồm ba chữ đó là gì đây am is và a cả ba chữ này đều có nghĩa là gì các bạn thì là ở rồi và các bạn chú ý cho tôi Chữ is này thì sử dụng cho chủ từ S1 à, Thế nào là S1 các bạn Chủ từ S1 là sao Một người Một con vật Một đồ vật mà gây ra hành động Ok Chỉ một thôi nha Một người, một con vật, một đồ vật gây ra hành hành động ở trong câu Còn chủ từ S2 À là sao là từ hai, từ hai, từ hai người, từ hai đồ vật, từ hai con vật trở nên từ hai trở nên ở trong câu mà gây ra hành động thì mình quy là chủ từ s s hai còn chữ am này chỉ đi với chủ từ là ai không đi bất cứ chủ từ nào khác cả ok và cả ba chữ này nhớ là gì cả thì là ở rồi vậy bây giờ để viết một cái câu trong thì hiện tại đơn với động từ to be À thì mình có cách viết thứ nhất đó là câu khẳng định Rồi câu khẳng định Chủ từ đến động từ tú tù bì Được chưa các bạn? Chủ từ đến động từ tú tù bì Rồi Vậy chủ từ từ tất cả các cái đại từ nhân xưng hôm trước mình học Nó đều đóng vai trò nằm chủ từ ở trong câu hết Tôi là một học sinh Ok, tôi uh, tôi làm chủ từ cho các bạn ai vậy chủ từ ai Cứ chúng ta vừa học xong chủ từ ai sẽ đi với động từ to be là gì am dịch sao đây tôi thì tôi là tôi ở rồi tiếp tục chủ từ you à chủ từ you có một trường hợp chỉ một người nghe và nhiều người nghe nhiều người nghe tức là từ hai trở lên cho dù chỉ một người nghe, chủ từ you luôn luôn được quy định là chủ từ N, S2 các bạn. Mà đã là chủ từ S2 thì chúng ta sẽ sử dụng động từ to be là gì? A you a Ok các bạn. Được chưa? She, she cô ấy. Cô ấy là mấy người? À, một người vắng mặt giới tính là nữ. Vậy một người chủ từ là mấy? À chủ từ S1, S1 thì đi động từ to be là is. Thì cái gì này? Cô ấy thì Cô ấy là Cô ấy ở You are gì cái gì Bạn thì Bạn là Bạn ở Rồi tiếp tục nào He Anh ấy là mấy người Một người Vậy động từ to be sẽ là gì Is rồi Anh ấy thì Anh ấy là anh ở Tương tự như vậy Nó Nó là mấy đồ vật Mấy con vật Mấy sự việc các bạn Một Vậy động từ to be sẽ là gì các bạn Is Rồi tiếp tục Chúng tôi, chúng ta là gì? We chúng tôi chúng ta là từ mấy người nói trở lên đấy các bạn từ hai người nói trở nên rồi vậy chủ từ này s mấy s 2 ok vậy động từ to be sẽ phải là gì à rồi tiếp tục là họ họ dày 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 rồi dày họ là mấy người các bạn how many people bao nhiêu người các bạn họ là bao nhiêu người từ hai người trở nên rồi vậy chủ từ này là gì S2 nên động từ to be là A chúng là mấy con vật dây chúng là mấy con vật từ hai con vật từ hai đồ vật từ hai sự việc trở lên rồi là dây A để chưa các bạn rồi vậy à, Tuấn Tuấn thì Tuấn là Tuấn ở uh... vậy tôi hỏi Tuấn là mấy người một người về động từ to be sẽ là gì is ok Nhưng mà Tuấn and And. chữ này nghĩa là và and Tuấn và Nam Tuấn và Nam là how many people bao nhiêu người cơ bạn Tuấn và Nam là mấy người hai người rồi với chủ từ s mấy s 2 nên động từ to be là a Tuấn và Nam thì Tuấn và Nam là Tuấn và Nam ở Tuấn thì Tuấn là Tuấn ở vậy tôi nhắc lại cứ khi nào chúng ta sử dụng câu sử dụng câu với nghĩa là thì là ở thì chúng ta phải nhớ ngay đó là gì đấy Động từ to be đó Phải viết câu với động từ to be rồi Bây giờ nói nha Hôm trước chúng ta có một số bốn niếng rồi đúng không Ok Rồi bây giờ hãy uh, giả dụ đây Các bạn rồi. À, look, it, look at this boy Hãy nhìn vào chàng trai này à. Rồi hãy nói về anh này cho tôi nha Rồi Anh ấy Là Một uh, học sinh à, Năm sao anh ấy là chữ gì hi là có chữ là chưa đúng động từ to be đấy vậy anh ấy là một học sinh động từ to be sẽ là gì is rồi là một một chính là gì các bạn À, one rồi học sinh là gì a student à tôi cho các bạn biết một chữ nữa cũng mang nghĩa là một luôn đó là ở nhớ nha các bạn học đâu các bạn ghi chép bên đó nha các bạn ok chứ các bạn đừng có ngồi uh, ngồi chỉ coi không thôi các bạn học đến đâu các bạn ghi chép đến đó thì các bạn mới mới thuộc được cái mặt chữ và nhớ được uh, tốt hơn nha các bạn rồi anh ấy là một học sinh rồi tiếp tục là sao anh ấy sao đây các bạn à anh ấy sao anh ấy đi thì đẹp trai anh ấy thì đẹp trai chứ thì có chứ thì không đây động từ to be đấy các bạn anh ấy thì đẹp trai là sao He is đẹp trai mới học xong hôm trước rồi Handsome Handsome Đẹp trai Anh ấy thì đẹp trai He is handsome He is handsome Đúng chưa các bạn Rồi tiếp tục nào À anh này đang ở đâu đây các bạn À anh ấy đang ở một cái trạm rừng xe buýt Anh ấy đang đứng chờ đây Trạm rừng xe buýt đây Tôi vẽ hơi đẹp một chút nha các bạn Rồi à, anh ấy ở trạm rừng xe buýt He is ở ở ở đấy động từ to be các bạn anh ấy ở chạm dừng xe buýt he at the bus stop bus bus xe buýt uh, stop stop này các bạn stop dừng lại ok bus stop bus stop bus là xe buýt xe buýt ok xe buýt rồi stop là dừng lại đây là một động từ động từ nghĩa là dừng lại rồi tuy nhiên hai chữ này ghép lại nó là chạm dừng xe buýt chạm dừng xe buýt dưới à, các bạn bus stop chạm dừng xe buýt ok rồi anh ấy ở tại chạm dừng xe buýt các bạn thấy chưa cũng là chữ y câu này gì cái gì là câu này gì cái gì à, thì câu này gì cái gì ở tương tự như vậy bây giờ chúng ta sáng tạo hơn nha rồi bây giờ không à, không nói là anh ấy nữa rồi À Bây giờ sao đây Ok À This is a beautiful girl Đây là một cô gái đẹp Ok Các bạn And she has long legs luôn Có chân dài luôn các bạn Ok Rồi bây giờ À mình cũng tả về cô này Cô này cũng là học sinh luôn Nó cô ấy là học sinh nữa sao các bạn She Is a still student Ok rồi anh à, cô ấy à, cô ấy thì đẹp trai. She is handsome. Chết giờ là cô ấy mới đẹp trai chết giờ tôi cho một từ khác nha. Đẹp gái đi. Rồi à, với từ handsome các bạn nhớ rồi nha các bạn. Tôi cho một từ nữa à tả con gái đẹp gái beautiful. Beautiful. Beautiful đẹp gái. Vậy cô ấy sao? Thì đẹp gái. À cô ấy cũng ở đâu các bạn. Where is she? Cô ấy ở đâu? À, she is at the bus stop. She is at the bus stop. Cô ấy ở đâu các bạn? Ở trạm dừng xe xe buýt. Rồi. đổi chủ từ khác được không? Đổi chủ từ khác chơi luôn. Rồi bây giờ nói sao? À, họ là những bạn học sinh. À rồi. Ở đây có hai người không? Bây giờ mình tả về hai người này mình mình có nói luôn họ họ là những bạn học sinh họ là chữ gì đấy they rồi hey. they they bây giờ động từ to be còn là is không hai người là chủ từ s 2 rồi động từ to be phải là gì các bạn ok à rồi họ là những học sinh à thêm s và sau ra chữ những cái này mấy bài nữa tôi sẽ nói nha các bạn họ là những học sinh Ok được không? Rồi tiếp tục nào Cô giờ không thể nói họ đẹp gái được nữa Chết giờ là Con trai đẹp trai à, Con gái thì đẹp gái Tôi không dùng chữ này nữa Dùng cho một chữ dùng cho cả Cả nam và nữ luôn đó là pretty à, Pretty đẹp Chữ này đẹp này các bạn Đẹp Rồi à, Họ thì đẹp nó sao các bạn They, they are pretty They are pretty. Rồi tiếp tục. À, họ ở uh, trạm dừng xe buýt. They are at the bus stop. Được chưa? Được không các bạn? Rồi hiểu không? Và tương tự như vậy mình đổi với chủ từ khác được không? À, ví dụ tôi biết luôn. Ok. Tôi hỏi bạn này what's your name? À anh này nói cho. My name is Tuấn. À tên của tôi là là Tuấn à và bây giờ nha nói về Tuấn rồi, Tuấn là một bây giờ mình nói hẳn tên luôn Tuấn là một học sinh hay sao Tuấn is a still student được không Tuấn là một học sinh ok rồi tiếp tục ok Tuấn thì đẹp hay sao Tuấn is pretty được không rồi Tuấn ở trạm dừng xe buýt. Tuấn is Tuấn is at the bus stop. Ok. Nha. Yeah. Rồi bây giờ And this is a girl. Đây là cô gái. And her name, tên của cô ấy là gì đấy? À. Lan. À, Tuấn. And this is Lan. Đây là Lan. À, tương tự như vậy. Bây giờ sao không phải là Tuấn nữa? Lan và Tuấn cơ. Lan and Tuấn. How many people? Bao nhiêu người rồi các bạn? Two people, hai người rồi. And so, vì vậy sao? We have to use. Chúng ta phải dùng chữ gì các bạn? Động từ to be này. à. được không? và tương tự được không các bạn? Tuấn và Lan và Tuấn là những học sinh. Ok. Rồi. Các bạn hiểu về động từ to be này chưa? Ok. Rồi. À, vậy câu khẳng định là chúng ta nắm được rồi nha. Rồi, à, tuy nhiên trong tiếng Anh người ta sẽ thường viết tắt chủ từ. Chủ từ với à, chủ từ với động từ to be à viết tắt như thế nào? Rồi bây giờ I am người ta ghi tắt như sau các bạn. Người ta bỏ chữ A đi, rồi người ta thêm dấu phẩy vào kéo em, ok, lại gần ghi đời đọc là I am ghi tắt đọc là am rồi you are you are à ghi tắt như sau bỏ chữ a đi kéo hai cái này lại gần ok rồi đọc là do do đọc y hệt như chữ của bạn đấy các bạn à, chữ của bạn là gì đây hai chữ này đọc giống hệt nhau luôn ok hai chữ này đọc giống hệt nhau luôn cái này đọc là do cái này đọc là do luôn ok vậy phân biệt như thế nào à, tùy hoàn cảnh và phân biệt tôi ví tôi nói your name John name John name is Peter các bạn đang nghe tôi nha your name John name is Peter vậy khi đó các bạn nghe nó ra chữ gì thành chữ của của bạn tên của bạn là Peter Ô, tại sao tên của bạn là Peter chúng ta biết mà dùng chữ y vậy các bạn mấy cái tên tên của mình là mấy cái tên một cái tên vậy là chủ từ s mấy s 1 lên động từ to be đây là is tên của bạn là tên của bạn là P, peter rồi tiếp tục nha thì tôi nói là you a student you a student you student vậy câu này là gì các bạn bạn là một học sinh được không phát âm giống hệt nhau nhưng mà tùy hoàn cảnh ngoại dịch nha các bạn your name is peter được chưa ok you're a student ok thay vì người ta phải ghi rời ra sao các bạn you are you are a student nhưng mà sao trong tiếng anh mấy cái này người ta sao tưởng nói tắt đi à mấy ông anh tiếng anh ông lằng nhằng ông nói tắt này. nói nối tùm lum ấy ở à đây đây các bạn, đây là điểm khó trong tiếng Anh đấy các bạn. Người ta hay nói tắt, nói nối rất là khó trong vấn đề mình 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 nghe à, còn phát âm thì tôi dạy cơ bản, các bạn các bạn hãy nhớ thôi, chẳng có vấn đề gì cả. Nghe mới là khó này các bạn. Rồi, your student phải nhớ cái này nhá. Hai cái này phát âm giống hệt nhau. Rồi đi tiếp. Rồi she is, she is. đọc tắt lên sau. Ok. She's âm giờ nhẹ thôi She's, sees sees She's, she's, she's. À, những buổi học tiếp theo tôi sẽ dạy các bạn về cái phiên âm phiên âm tức là cách phát âm à, của một từ à, lúc đó chúng ta sẽ rõ làm rõ hơn các bạn uốn lưỡi như thế nào nha. từ từ nhé các bạn Rồi, she's. Rồi, bây giờ các bạn cứ giống kiểu con vẹt này, học vẹt này các bạn nhé mà chắc chắn là sẽ có sai đấy mấy bữa đầu họ nó phát âm sai là chắc chắn luôn nhưng mà riết các bạn nghe tôi nói riết các bạn sẽ sẽ nhớ được thôi từ từ rồi, tiếp tục He is He is He is Ghi đời đọc he is Nhưng mà ghi tắt đọc nè He is Rồi, bỏ chữ y đi Kéo lại gần thêm phẩy và thôi He is Ok Rồi It is Tương tự vậy Bỏ chữ y đi Kéo lại gần thêm phẩy vào Is Cái này đọc này. It is It is, It, is. It. It 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 Is Is It is Đọc tắt is is rồi we are à ghi tắt như sau bỏ cái này đi kéo lại gần rồi cũng giống như cái này này đó bỏ đi kéo lại gần rồi thêm dấu phẩy vào à, we are nhưng khi ta đọc là we are we are âm à, we 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 à tiếng việt mình một chữ chỉ sao có một âm tôi bạn cô Cậu mở Đâu có từ nào hai âm tiếng Anh. Một từ có thể là sao? Nhiều hơn một âm. Rồi, ví dụ chữ nào Tôi nói ví dụ học sinh. Student. Mấy âm các bạn? Hai âm. Ok các bạn. Rồi, cái này. We're, we're. À, uốn nưỡi nha. We Âm mở rất nhanh. We we're, 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 we're. Từ từ sau tôi sẽ làm rõ cái này. We're, we're. Hôm nay chỉ là introduce, giới thiệu cho các bạn thôi they are they are they are à, khi đầy đủ đọc là they are nhưng khi tắt đọc khác luôn there 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 rồi nữa ở giữa hàm răng các bạn the the đoạn nối à there er nha đoạn nối không? there 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 uh, there there dogs ok chúng là những con chó there student Họ là những học sinh Ok Thay vì phải nói rồi sao They are dogs Chúng là những con chó They are students Họ, họ là những học sinh đọc tắt luôn They are dogs They are students à, Thấy chưa Nói tiếng Anh như gió rồi các bạn Rồi tương tự với Tuấn is Tuấn sao Tuấn âm giờ Tuấn Tuấn âm giờ nha Tuấn Rồi cái này thì sao? À, cứ để đó. Rồi, vậy là câu uh, khẳng định. Cơ bản đã nắm được. để thực hành được tốt nữa. Còn mất nhiều thời gian nữa các bạn nhé. Rồi. Nạp vốn từ nữa. Vậy nãy giờ... Uh, nãy giờ tôi bổ sung cho các bạn cũng từ gì rồi nhỉ các bạn này à đẹp trai là gì nhỉ handsome rồi đẹp gái là gì nhỉ Beautiful Rồi Đẹp là gì các bạn này Pretty Pretty Rồi. À đẹp trai Rồi. Đẹp gái Rồi Đẹp Ok Ghi này nha Bữa sau tôi kiểm tra đấy các bạn Ok À đây nữa Chữ này nữa And và rồi Vậy câu khẳng định xong rồi rồi đến câu loại câu gì nữa các bạn mới học xong rồi khẳng định đến câu gì phủ định phủ định làm sao đây làm sao đây các bạn rồi phủ định làm sao đây À, tôi ghi lại để kiểm bữa sau tôi kiểm tra các bạn tự ôn bài cho các bạn rồi à, con chó nó là gì các bạn này đo à, con chó rồi à một cái chữ nữa ờ uh. Ở uh này cũng bằng với chữ gì này one và có đều có nghĩa là gì các bạn một rồi. rồi câu khẳng định rồi nha đó giờ đến câu phủ định à, câu khẳng định chúng ta vừa biết cấu trúc của nó là gì các bạn này Câu khẳng định cấu trúc nó là gì? Chủ từ đến động từ tú tu bi được chưa các bạn? Rồi. À giờ câu phủ định cấu trúc sao đấy? Cũng vậy luôn. Chủ từ đến động từ tú tu bi nhưng mà sao? Plus cộng thêm gì các bạn? Chữ not 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 chữ not này có nghĩa là gì đây các bạn? Không. Không. Not có nghĩa là không rồi phải đương tự như cấu trúc câu khẳng định là thêm mỗi chữ not chứ không vào là ra rồi các bạn vậy tôi là là thế làm sao ai am bây giờ thêm not là gì này tích đi tôi không phải là tôi à, thì không hay tôi không không ở tại đồng thứ to be các bạn nghĩ là thì là ở mà bây giờ có thêm cái này thì cái gì tôi không là tôi tôi thì không tôi không ở là xong thôi ví dụ i am not a girl tôi không phải là một cô gái đúng không các bạn ok rồi tiếp tục nào rồi you are you are you are gì you are not thế cái gì bạn à thì không bạn không là bạn không ở các bạn thì không các bạn không là các bạn không ở ok tương tự như vậy she is not rồi he is not rồi it is not rồi we are not ok they are not rồi tuấn is tuấn is not rồi tuấn and tuấn and nam tuấn and nam Are not, được không các bạn? She is not cô ấy không thì cô ấy không là, cô ấy không ở. He is not anh ấy không thì anh ấy không là không ở. is is not nó không thì nó không là nó không ở. We are not à, chúng tôi không thì chúng tôi không là chúng tôi không ở. They are not, sao đây? Họ không thì họ không là họ không ở. À, chúng không thì chúng không là chúng không ở tuấn không thì tuấn không là tuấn không, không ở. À, câu này là gì các bạn? Lật <laughs> qua nhà. À tôi ghi lên đây nhá. Rồi. À, I am not a girl. I'm not a girl. Girl, là gì các bạn? À con gái đó. I'm not a girl. Là gì các bạn? I am not a girl. I I am not a girl. Tôi không phải là một cô cô gái. Đúng không các bạn? Rồi. Tôi không phải là một cô gái. Rồi, tiếp tục nhá. Rồi, tiếp tục nào. And uh, he is not he is not handsome. Câu này nghĩa là gì các bạn? He he is not handsome. He is not handsome. Anh ấy thì không đẹp trai được không? Rồi tiếp tục nha. À, continue tiếp tục các bạn. It is not a dog. Con này là gì? Nó không phải là một con con chó. Rồi tiếp tục nào. My teacher. My teacher isn't Is He not, is not. My teacher is not uh, at home. À đây, đây cái từ này nữa bữa sau tôi kiểm tra ôn cho các bạn học lần đầu tôi nhớ đến đây tôi cố gắng tôi ôn lại cho các bạn để các bạn nhớ cái trông chờ và các bạn để các bạn là tự học ở nhà coi hết video cũng hơi khó đấy nha. Rồi. My teacher is not at home. Rồi tiếp tục nha. They are not. They are not uh, pretty. Rồi. Uh, họ thì không đẹp. để chưa các bạn? Rồi, dễ không? Rất là dễ. Rồi trong câu này có gì nấn cấn không? Tôi phân tích cái câu này nhé. Thầy giáo của tôi Giáo của, à, thầy giáo của tôi không ở nhà Thầy giáo của tôi là mấy người Một người chủ từ S1 Nên động từ to be là gì Is à, Không ở nhà là câu phủ định Không ở nhà Không Câu phủ định là Ở là gì Động từ to be đấy Quyết cấu trúc câu này đúng chưa Hiểu không Vậy cứ dịch câu nào với nghĩa thì là ở Nhớ đến động từ to be À không thì không là không ở động từ to be câu phủ phủ định được chưa các bạn? Được không? Rồi. Bây giờ tôi cho các bạn nha một 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 cái ví dụ nha các bạn thử làm với tôi nha. À cô ấy không phải là cô giáo của tôi. À làm đi. Write, viết đi and do, làm đi. Cô ấy không phải là cô giáo của tôi Làm sao? Cô ấy không phải à, Không phải à, không là gì Câu phủ định này đó Không phải là 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 cái gì các bạn? Động từ to be đấy Vậy si đi với gì? Câu phủ định động từ to be Chủ từ đến động từ to be Chủ từ si động từ to be sẽ là gì? Các bạn is Rồi Câu phủ định mà Vậy, vậy là chữ không đứng ở đâu? đứng ở ngay sau động từ tú to be ok rồi không phải là cô giáo của tôi cô giáo của tôi nữa nói sao my teacher rồi câu tiếp theo là các bạn có khó không à, từ từ sẽ quen đấy các bạn câu tiếp theo này câu tiếp theo nha rồi à, à, học sinh của bạn đẹp gái đấy làm đi Học sinh của bạn thì đẹp gái đấy Của bạn là chữ gì các bạn Học hôm trước rồi Trả lại cho tôi đi Do Học sinh là gì Do student Có à, nó cần nói do name nữa không Do student Ok Your student, your student thì đẹp gái is beautiful. Ok Rồi học sinh của bạn mấy Mấy người how many people à, One person Một người thôi Vậy chủ từ S mấy Ok à, Chủ từ S S1 đồng từ to be đây Bây giờ thì không đẹp gái Câu phủ định thêm gì vào sau động từ to be nữa Thêm not ra không chưa à, Học sinh của bạn thì không đẹp cái à các bạn à tại sao à, tại sao thầy giáo của tôi à thì chữ thầy giáo đứng sau chữ của tôi đứng trước tại sao học sinh à, của bạn học sinh đứng sau chữ của bạn đứng trước à đây cũng là một điểm ngữ pháp những bài sau chúng ta sẽ làm rõ này các bạn mỗi ngày giải quyết một vấn đề được chưa các bạn vậy xong à, chưa xong câu phủ định vẫn còn một điểm nữa cần lưu ý câu khẳng định cũng viết tắt ok Đây, bây giờ câu gì đấy à, câu phủ định cũng viết tắt rồi à i am not thì người ta không viết tắt chữ not có một trường hợp viết tắt duy nhất đó là sao viết tắt chữ này thôi chữ am thôi ok với lại chữ ai thôi chữ not để nguyên còn bây giờ nhé chữ you are not sẽ viết tắt như sau có thể viết tắt chữ U với chữ A như ở cái phần câu khẳng định à đây là gì đây U A đây rồi xong cái với not đọc là gì các bạn do not ok rồi hoặc là cách thứ hai đó là người ta viết tắt động từ to be với chữ not ok rồi vậy nha tôi ghi lại nha vậy là you rồi và bây giờ ghi tắt A not Thì ghi tắt sao? Chữ A vẫn để nguyên Rồi bỏ cái chữ này đi, bỏ âu đi Rồi kéo lại gần Thêm phẩy vô Ok, đọc nè Ant 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 Rồi You are not You're not You aren't Rồi, tương tự như vậy She is not Cũng có thể viết tắt chữ C với chữ E Ok cái phần này tự tự xem lại nhá rồi tôi chỉ viết tắt chữ not, is not is not ghi tắt như sau các bạn is not ghi tắt là isn't cũng tương tự như vậy kéo bỏ chữ o đi kéo lại gần thêm dấu phẩy và đọc là isn't 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 rồi tương tự như vậy he isn't viết tắt luôn it isn't it isn't rồi Are not, we are not. Are not, we we aren't. We aren't. rồi we aren't. They are not. They they aren't. They aren't. Tuấn is not. Như sau các bạn này? Tuấn isn't. Tương tự như vậy. Tuấn and nam. Aren't. Rồi, vậy bây giờ viết tắt cái này cho tôi được không? Thay vì nói đoạn đời ra I am not a girl Chúng ta ghi tắt cho các bạn I'm not a girl Được không? I'm not a girl Rồi, is not ghi tắt nào He is not handsome Đọc tắt là gì? He isn't handsome, được không? It is not rồi uh, It is not it is, it is not a dog Đọc tắt là gì các bạn? It isn't It isn't a dog It isn't a dog, it isn't, it isn't a dog. Isn't a dog. Rồi, They are not pretty Đọc tắt là gì? They aren't pretty Đúng um, không? She is not my teacher She is not my teacher Đọc tắt là gì các bạn? She isn't my teacher Okay. your student is not beautiful Đọc tắt đi các bạn He isn't my, Your student isn't beautiful Đúng không các bạn? Do you understand? bạn hiểu không? Understand, hiểu Có hiểu không? Rồi Nha yeah. Thêm một cái nữa đi Rồi Bài hôm nay hơi dài đấy các bạn Phần này quan trọng tôi cố gắng đi hết luôn Rồi Vậy là tôi xóa cái này nha Các bạn chịu khó nghe Nghe tôi phát âm Các bạn tự phát âm đấy ở nhà nha các bạn tự phát âm đấy chứ còn nếu mà tôi mà dừng lại từ chỗ số một thì video sẽ rất là dài các bạn coi rất là mệt các bạn tôi dạy một nên các bạn phải ôn luyện tập ở nhà đến gấp 4 năm lần thời gian của tôi thì các bạn mới có thể là nắm bắt được bài rõ nhé các bạn À, vậy câu phủ định mình vừa mới làm xong cấu trúc dũng hệt câu khẳng định chủ từ đến động từ tu bi nhưng mà thêm chữ not vào not có nghĩa gì các bạn này không thế là ra câu phủ định rồi giờ đến câu hỏi à, câu hỏi làm sao đây rồi, câu hỏi à câu khẳng định chủ từ đến động từ to bi câu hỏi các bạn ngược lại động từ to be sẽ đứng ở đầu câu rồi mới đến cái anh chủ từ rồi đã là câu hỏi cuối câu phải có dấu chấm hỏi còn nằng nhằng a bờ cờ thì nằm phía sau này ok mà đã hỏi thì sao người ta hỏi phải có trả lời Nếu đúng trả lời sao đây yes yes chữ này quen quá nghe quen quá yes Để các bạn này vâng rồi hỏi chủ từ nào trả lời chủ từ đó ví dụ hỏi cô ấy cô ấy có đẹp không à, trả lời à, vâng cô ấy đẹp ok hỏi chủ từ nào trả lời chủ từ đó học chưa đừng hỏi cô ấy có đẹp không vâng tôi đẹp à đâu có bị điên ok à, chủ từ hỏi chủ từ nào trả lời chủ từ đó và đi với động từ to be tương ứng với chủ từ ok còn nếu không no no là gì các bạn no là không các bạn chú ý sau Z yes và No sẽ có dấu phẩy Mà đã No tương tự hỏi chủ từ nào trả lời chủ từ đó Mà đã No thì phải thêm chữ Not và sau động từ to, to be nữa à, à vậy nhá Rồi với câu khẳng định là là à, à, Câu khẳng định là I am đúng không Các bạn cái câu hỏi phải là gì Đảo ngược lên thành gì đây Am I Ok Rồi tương tự như vậy Are you Is she is he is it rồi a we Are we a they rồi is tuấn a uh. a nam and tuấn ok các bạn câu hỏi cuối câu có dấu gì các bạn chấm hỏi à, để dịch nghĩa cái câu này cho nó dễ thì các bạn riêng câu hỏi các bạn có thể à, khi dịch ra tiếng Việt chúng ta có thể thêm chữ có phải vào cho nó dễ dễ dịch Ok có phải Ok rồi có phải gì đấy? Có phải tôi là có phải tôi thì có phải tôi ở có phải gì đấy bạn là có phải bạn thì có phải bạn bạn ở đúng không? có phải cô ấy thì có phải cô ấy là có phải cô ấy ở động từ to be thì là ở mà giờ cô hỏi thêm chứ có phải là thôi. Ok. À có phải anh ấy thì có phải anh ấy là có phải anh ấy ở có phải nó thì có phải nó là có phải nó ở. Có phải chúng tôi thì có phải chúng tôi là có phải chúng tôi ở có phải họ thì có phải họ là có phải họ ở. Có phải chúng thì có phải chúng là có phải chúng ở. Ok, tương tự như vậy nha các bạn rồi vô câu hỏi à rồi tả tiếp về cái anh học sinh này đúng không các bạn này à rồi tiếp tục nhé à có phải anh ấy là một giáo viên không có phải anh ấy là giáo viên không hỏi sao anh ấy là giáo viên hả cũng đã có hỏi chưa các bạn anh ấy là giáo viên hả đã câu hỏi chưa các bạn có thể thêm chữ có phải hoặc muốn dịch sao cũng được miễn sao ra câu hỏi có phải anh là giáo viên không ta có hỏi không cũng đúng luôn ok nhưng mà chú trọng sao cái từ chính là gì anh ấy là giáo viên đó là gì các bạn đấy chữ là đó chính là động từ tố tố bì à nhớ nha cái anh này là, là, gì đây à là student đúng chưa mà cho tôi hỏi có phải anh ấy là giáo viên không cái câu hỏi Is he a teacher? Đúng chưa các bạn? Is he a teacher? Is he a teacher? Is he a teacher? Đó Phải không? Đầu trên đầu anh có chữ học sinh to đồng đấy mà Yes, yes or no? No Hỏi ai? Đã hỏi anh ấy, trả lời anh ấy luôn No He is He is not He is not, tôi không muốn ghi He is not, tôi ghi là he isn't được không các bạn Được luôn, he isn't Ghi tắt luôn No, he isn't Không, anh ấy không phải đâu, không phải là giáo viên đâu No, he isn't Được chưa, tôi hỏi tiếp Is he a student Is he a student Câu này là gì các bạn Is he a student có phải anh ấy là một à, một gì học sinh không đúng không các bạn đúng rồi ok Trả lời sao yes yes he, sorry yes he is ok yes he is ok được không à à thì e not thì viết tắt nha nhưng mà câu trả lời này thì lại không nha câu trả lời yes thì không viết tắt cái is về đây nha ok các bạn nắm cái nặng nhẳng lắm nha rồi tiếp tục nào rồi, tiếp tục à, bây giờ là hai người đi à đây một cái cô lady nữa ok rồi mặc đầm cho giống con gái nhỉ ok rồi và đây là họ đang ở đây À, trường học nhiều tầng luôn ok rồi trường học là các bạn school school giả, tôi kia trường học qua đây cho các bạn nhé school 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 nhìn đúng không các bạn này school trường học à, tôi hỏi có phải họ ở trường học không họ là gì are they ở tại at school school, có phải họ ở tại trường học không? Phải không các bạn? Yes. Hỏi ai? Hỏi họ trả lời họ. Yes. dây Z a. À. Để tôi tăng độ khó lên một tí nhá. Hãy tưởng tượng các bạn không phải là một giáo viên nhé. À, có thể những người đang coi tôi đây có thể là giáo viên nhưng mà hãy tưởng tượng các bạn không phải là giáo viên. Được rồi các bạn. Are you a, a teacher? Are you a teacher? Câu này là gì các bạn. Are you a teacher? Are you a teacher? không à, ghép vào có phải bạn. dịch nghĩa là thì hay là hay ở trong hợp câu này đấy. có phải bạn là một giáo viên không phải không trả lời sao không phải đúng không. No, no gì là. No gì? hỏi chủ tư nào trả lời chủ tư đó. No you are not, you are not ghi tắt không. No you, no you, no you are not đời đấy. No you are not, tôi trả lời như vậy đúng không các bạn? đúng không? Hỏi chủ tư nào trả lời chủ tư đó. Xin chúc mừng các bạn không điểm. Không, bạn không phải. à Đâu có đúng bạn có phải là giáo viên không trả lời sao thì khi mà tôi hỏi các bạn các bạn trả lời sao trả lời tiếng việt đi không tôi không phải à vậy là sai rồi phải trả lời gì no không tôi không phải no I am not được không các bạn đây trường hợp cái hỏi với you phải chú ý nhá no, I am not không còn là you nữa you là bạn nữa. ok được không được chưa rồi hiểu không và các bạn chú ý cho tôi những cái câu những cái câu hỏi mà trả lời bằng yes hoặc là no thì câu hỏi đó các bạn đọc cái câu đó phải cao giọng phía sau nên rồi uh, listen lắng nghe and repeat và đập lại after me sau tôi nha các bạn đọc cao giọng phía sau này nha phía sau câu phải cao giọng lên I teacher I a teacher cao giọng lên I teacher rồi câu trả lời no he isn't no he isn't No, he is not. I'll repeat lại nào. Đó Is he a student? Is he a student? Yes, he is. Yes, he is. Are they at school? Are they at school? Yes, they are. Rồi. Vậy tôi vừa nạp thêm cho các bạn một từ mới đó là trường đúng không? Rồi nhà, ngôi nhà biết rồi rồi ngôi trường school school uh, school 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 là trường trường học đừng nói đi học mà không biết trường thì anh đọc là gì nhá chết giờ rồi các bạn rồi, rồi bây giờ quay đến mấy cái câu uh, hôm trước chúng ta học đúng không các bạn giờ đi trả lời tại sao nó lại như vậy? rồi câu thứ nhất tên bạn là gì hỏi sao các bạn? what's your name? what's your name? đây là câu khẳng định hay câu phủ định hay câu hỏi các bạn? what's your name? rõ ràng là câu gì? câu hỏi à? rồi mình coi xem cấu trúc của câu hỏi nó có đúng theo cái gì mình đã được học không như tôi chia sẻ các bạn không Ok, hay là ông thầy này nói tào lao đúng không các bạn? Rồi, what's your name? Your name là gì? Tên của bạn Tên của bạn là mấy cái tên? Một cái tên chủ từ S mấy? S1 Rồi, động từ to be đây là gì? Is Rồi Động từ to be đứng trước chủ từ Đây là câu hỏi đúng không các bạn? Câu hỏi nên động từ to be đứng trước chủ từ đúng cấu trúc chưa? Còn cái từ này là cái từ để hỏi Từ để hỏi sẽ đứng ở đầu Đầu câu Đây là một dạng câu hỏi nữa Dần dần các bạn sẽ quen nhé Ok Rồi được chưa? Rồi câu trả lời My name's My name's Ok, my name Thưởng Ok Câu trả lời Tôi tên, tên của tôi là Thưởng là câu khẳng định hay câu phủ định Hay câu hỏi Khẳng định Tên của tôi là mấy cái tên Một cái tên chủ từ S1 nên động từ to be là gì các bạn Is Ký tắt được không À cái câu này sao Ai cũng biết Ai cũng biết Nhưng mà sao không ai hiểu tại sao nó phải đứng như vậy Ok Rồi mai mốt các bạn sẽ học cao hơn Mấy người nữa học sẽ cao hơn Không còn đơn giản hỏi tên của bạn nữa Giả dụ có một cô chân dài đang đứng ở đây Thì hỏi Hỏi nhỏ với bạn tên của cô ấy là gì Hỏi sao Hỏi sao Ok thấy chưa các bạn Mấy người nữa tôi dạy các bạn Các bạn sẽ biết ngàn mấy cái đó Ok rồi, à bên cạnh có một anh ưa đẹp trai đến bên cạnh À, các cô này hỏi nhỏ với tôi Thầy ơi, tên của anh ấy là gì vậy? Hỏi sao? Còn có trả lời là có, 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 có thể dùng câu này để hỏi trong trường hợp này được không? Không Ok Rồi, quay lại bài Các bạn thấy tại sao nó phải như vậy đúng không? Tương tự như vậy À, câu số 2 Rồi À, con số gì đây cơ ra con mấy what's the number số gì đây con số gì đây à, con số chứ mấy con số một con số chủ từ s 1 động từ to be đứng trước câu hỏi đúng chưa các bạn được chưa ok rồi câu tiếp theo số điện thoại của bạn là gì what's what's your telephone number what's your telephone number À chủ từ trong đây câu này là gì? Nguyên cái cụm từ này. Số điện thoại của bạn. Số điện thoại của bạn bạn có mấy là mấy số? Ý là một số các bạn, chủ từ S mấy? S1 nên động từ to be là gì? is. Rồi rõ chưa? Rõ không các bạn? Rõ không? Rồi. Ok. Muốn đi tiếp nữa nhưng mà Tôi sợ là sẽ Video kéo quá dài Ôi, Dừng đây các bạn nhé You stop here See you next time Hẹn gặp lại các bạn một lần tới nhé